lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Tiến Luật kể kỷ niệm Valentine bị Thu Trang chê món quà hoa hồng giả. Cả hai vợ chồng luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả vì tình cảm của họ khi còn khó khăn đến lúc sung túc. Thu Trang Tiến Luật là một cặp đôi nổi tiếng trong làng hài và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Họ kết hôn từ năm 2011, đến nay đã có 9 năm sống chung mái nhà. Dịp Valentine năm nay cũng kỷ niệm 9 lần, họ đón dịp lễ ngọt ngào. Chính lẽ đó mà hai vợ chồng đã rủ nhau thực hiện một bộ ảnh thời trang đầy tình tứ. Vợ chồng Thu Trang kể kỷ niệm vui trong đám cưới. Cả hai đến với nhau tổ chức đám cưới khi chưa nổi tiếng. Và kinh tế của họ đều khó khăn, Thu Trang Tiến Luật cũng tổ chức tiệc mừng cũng không mời quá nhiều quan khách. Tuy nhiên ngày hôm ấy lại phát sinh quá nhiều người đến tham dự, Thu Trang kể. Với tôi, điều khó quên nhất là ngày dân ngay khu vực cầu Ông Lãnh, quận 4 bỏ hết công việc để dự đám cưới chúng tôi. Họ chấp nhận bỏ tiền vào phong bì sau đó nhét luôn vào thùng tiền mừng để được vào. Tôi nhớ lúc đó mời 450 khách, nhưng có đến 150 khách phát sinh kiểu như vậy. Vì thế chúng tôi đã dùng hết 5 bàn dự phòng và nhà hàng còn phải kê thêm đến 15 bàn. Hai vợ chồng diện trang phục thời thượng xuống phố. Bên nhau 9 năm nhưng họ chưa khi nào có ý nghĩ sẽ buông tay mà luôn dành sự ngọt ngào cho đối phương. Cả hai nắm chặt tay nhau bước qua những khó khăn ở quá khứ cho đến hiện tại. Thu Trang hạnh phúc khi có người đàn ông luôn đồng hành với mình. Dù phát sinh, nhưng nhân vật chính cảm thấy hạnh phúc và đáng nhớ. Kỷ niệm này vui lắm, tôi cảm thấy hạnh phúc khi khán giả gần xa yêu thương hai vợ chồng. Dù lúc đó chúng tôi chưa nổi tiếng, cũng không xuất hiện nhiều ở các chương trình truyền hình hay phim. Đám cưới không còn chỗ ngồi vì phát sinh lượng khách quá lớn. Khách mời ngồi tràn từ trong sảnh ra tới thang máy luôn, không khí rất náo nhiệt và vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôm đó anh em nghệ sĩ nào đi đám cưới tôi trễ tầm 30 phút là không có chỗ ngồi. Giờ nghĩ lại thấy rất vui, đám cưới cực kỳ nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Tiến Luật kể kỷ niệm bị Thu Trang chê quà Valentine. Càng về sau này, khán giả cũng thấy nữ diễn viên luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung quyến rũ hơn, gu thời trang ngày càng thăng hạng. Thu Trang hài hước tiết lộ rằng Tiến Luật yêu vợ nhiều hơn khi thấy cô rạng ngời. Cũng trong dịp lễ này, Tiến Luật tiết lộ thuở còn hẹn hò, anh cũng cố gắng tạo niềm vui cho bạn gái trong dịp Valentine bằng cách đi mua hộp hoa hồng bằng giấy với giá 185.000 đồng. Dẫu vậy, Thu Trang chẳng bằng lòng vì muốn được nhận hoa thiệt hơn. Ngoài ra, anh tiết lộ Thu Trang lúc xưa khá giả nên thường xuyên đi quán bar, trong khi đó thù lao làm việc của anh chỉ 200.000 đồng một ngày. Điều này khiến nam diễn viên có nhiều tự ti, có lúc đi chơi cùng bạn gái, Tiến Luật bị bảo vệ quán bar mời ra ngoài vì mang dép. Ông xã nữ diễn viên từng mặc cảm rất nhiều vì quá khứ nghèo khó. Tiến Luật cho biết mình luôn tự hào khi thấy vợ ngày càng xinh đẹp hẳn lên. Anh bộc bạch, 9 năm ở bên nhau, chúng tôi đã cùng đi qua rất nhiều sóng gió. Không phải mới quen biết như các đập đôi trẻ nữa. Chúng tôi biết đối phương có những ưu điểm và khuyết điểm gì. Chúng tôi chỉ thương nhau hơn, chứ không vì bất cứ lý do gì mà có khoảng cách. Hạnh phúc của họ là điều mà nhiều đôi mong muốn sở hữu. Chẳng ai nói trước được về sự thay đổi hay những việc đồng hành với nhau từ khi trai trắng đến lúc có sự nghiệp. Kinh tế đốt mà vẫn mặn nồng thì đây là điều kiện khiến công chúng ngưỡng mộ.